Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình lại có dịp quay trở lại xã Pa Tần, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, quay cho anh em một cái vườn lan phải nói là rất kỳ công của một anh tên là anh Tuân mọi người nhé. Vườn lan này cực đẹp và cây rất xanh. Đấy. Làm ở trên mái tôn mọi người ạ. Đây là anh chủ vườn mọi người nhé. Tên là Tuân ở xã Pa Tần. Mình thấy ở đây chủ yếu là hàng chồn này, cực kỳ đẹp. Chồn phải nói là rất đẹp mọi người nhé. Anh ấy trồng chủ đạo là hai loại, đấy là chồn và hoàng thảo kèn Lai Châu. Mình sẽ quay chi tiết cho anh em những cây chồn đẹp. Chồn thì như mọi người thấy ở Lai Châu nó là vựa chồn rồi. Đây là những chậu rất là tuyệt vời. Đây là một cái khúc nguyên bản này. Cái khúc nguyên bản này như là cây mẹ đẻ ra 4 cây con. Thân mẹ nó bị thối ngọn, đẻ ra 4 cây con này. Đấy. Bám hết vào tất cả trên rễ, nó bám hết vào tường. Những cái chậu này dù ít nhưng mà đều là những hàng tuyển hết anh em nhé. Đấy. Nhìn rất là xanh. Một cái không gian rất là được chọn lọc, rất là kỹ lưỡng anh em. Cái này thì chắc tầm khoảng 30 mét vuông anh nhỉ. Những cái chậu thân chồn trên cái lũa này rất đẹp nhỉ. Chậu này quá đẹp luôn. Những cái thân này cũng, chậu này cũng rất đẹp. Cái này anh ấy chỉ trồng để chơi thôi mọi người nhé. Những cái thân thuần trên gỗ gọi là dổi mọi người. Đây là dổi này, những cái khúc dổi này. Cây nó, lá nó xếp thẳng đứng rất là đẹp. Đến mùa nó nở hoa thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Chăm chút từng tí một, từng cái lá như thế này cơ mà. Mà không biết làm sao trồng trên mái tôn mà nó lại tốt đến như thế. Những cái chậu này mặc dù là mình cũng không thấy phân nhiều nhưng mà nó rất là mướt. Rất mướt anh em nhé. Nhìn trên này tổng thể khoảng đến 3-40 chậu, 3-40 thân ấy. Mình với anh Tuân thì quen nhau lâu rồi nhưng hôm nay mình mới có điều kiện đến đây để chơi. Thực ra là cũng đi thăm, gọi là thăm vợ mình công tác ở trong Nậm Nhùn thì đi qua đây. Đấy, để gọi luôn cho anh ấy. Cái chậu này cũng rất là chăm chút này. Đa phần là những cái thân thuần từ rất là lâu rồi. Rất lâu rồi mọi người nhé. Đây là con cáo này. Kể cả những chậu như thế này nó cũng xếp thẳng đứng luôn. Chậu nào cũng hình như là cũng có một cái kiểu xếp như thế. Và hoa nó sổ đều về các mặt. Đấy. Mặc dù trên tầng 3 rất là nắng nhưng mà có lẽ nó hợp khí hậu anh em ạ. Đặt dưới đất như kia nhưng mà vẫn, đặt dưới sàn nhưng mà nó vẫn tốt, vẫn xanh. Tưởng như rất đơn giản nhưng mà lại chính cái đơn giản này nó lại làm nên cái vẻ đẹp của cái cây hoa lan mọi người nhé. Làm sao anh em trồng đạt đến cái mức độ gọi là để nó giống, gần giống như ngoài tự nhiên. Những cây này mặc dù nó cũng chỉ có 5-6-7 lá thôi nhưng mà nó dài và nhìn nó rất là đầy sức sống luôn. Nhìn đầy sức sống. Bên kia mình ngó thấy một cái chậu quế. Quế này nhìn cũng rất là đẹp. Còn đây là cái thân thuần trên gọi là gỗ, cái khúc nguyên bản anh em nhé. Mình thấy sàn của anh ấy rất là đơn giản nhưng mà nó lại rất đẹp. Đến mùa kèn nó mà sổ hoa thì ở đây cả một loạt những cái một loạt cái này nó xả xuống nhé.
thì nó khung cảnh nó rất là tuyệt mỹ luôn. Trước anh có quay lên nhưng mà mình thì mình cũng không lưu lại. Đây là những cái cây kèm ở trên ở phía mặt tiền cẩm báo này. Nói chung là ông này ông trồng rất đẹp, rất đẹp. Làn lan này phải nói là rất đáng để anh em chúng ta học tập, kể cả những anh em dưới Hà Nội. Những anh em nào mà trồng lan ban công ấy, thì anh em nên học hỏi cái mô hình như thế này, trồng như thế này. Cái độ ăn nắng phải đến 70-80%. Tuy nhiên nó vẫn cây nó vẫn mướt lắm. Rồi xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.